Trong số 50 ông đồ tham gia trò chữ tại Hồ Văn thuộc di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám, có một người Pháp lần đầu tham gia. Anh John Sebastian Grill, bút danh Trường Giang, vừa đạt giải nhì viết chữ quốc ngữ trong cuộc thi viết chữ Xuân 2023. Bảy năm trước, bắt đầu với thư pháp Hàn Quốc trước, sau đó là mình đã gặp một thầy ở đây, tại Việt Nam, để giao lưu tiếp về phương pháp thư pháp Việt Nam. Chúc mừng năm mới cả nhà nhé! Trong cuộc sống hiện đại, hội chữ Xuân có cả những bà đồ. Bà Nguyễn Thị Đức đã học chữ Hán cả chục năm nay, sau đó lại dành nhiều năm học thư pháp. Cái chữ Hán Việt này thì ông cha ta ngày xưa đã sử dụng, mà bây giờ mình muốn tiếp thu những cái kiến thức tinh hoa của các cụ để lại thì mình phải biết được cái chữ này để cho nó hiểu rõ tường tận ngọn nguồn. Những ông đồ của Hội Xuân dường như ngày càng trẻ trung, hiện đại hơn, thu hút nhiều người trẻ đến tìm hiểu về thư pháp và xin chữ. Hội chữ Xuân sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 1.